Hello students, today we study revisions for midterm test. Thầy chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 nhé. Các em mở tập sách ra và chuẩn bị ghi bài. Bây giờ chúng ta sang phần B là các dạng bài tập cần ôn. Phần 1 là mã, chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại. Thì chúng ta có 4 câu, đó, phần phát âm. Bây giờ các em sẽ cùng làm với thầy nha. A. Talk, B. Walk, C. Shoot, D. Simple. Thì chúng ta sẽ chọn từ nào đây? Từ nào khác với 3 từ còn lại đây? À, simple tại vì chúng ta có đọc chữ L, còn mấy kia không có đọc chữ L nha. Rồi, number 2. A. Listen, B. Costume, C. Pastor, D. Plastic. Bây giờ đáp án là gì đây? Listen, tại vì chúng ta không đọc chữ tờ, còn mấy từ kia có đọc chữ tờ nha, cầm tờ. Number 3. Action, attack, jacket, battle. Rồi mình sẽ chọn gì đây? Attack là âm ơ, mấy kia âm e nha. Number 4. Performance, general, terrible, September. Ta sẽ chọn là I, performance, âm ơ, còn ba từ còn là âm e. Đó. Phần 2 là mã, chọn từ có âm nhấn khác với các từ còn lại. Number 1. Wildlife, B. Bottle, C. Protect, D. Office. Ta sẽ chọn là C. Protect. Nhấn phần 2, còn mấy kia nhấn phần 1. Number 2. Newspaper, recycle, hospital, charity. Ta sẽ chọn là recycle, nhấn phần 2, mấy kia nhấn phần 1. Number 3. Shoulder, horror, author, dislike. Ta sẽ chọn dislike, nhấn phần 2, mấy từ kia nhấn phần 1 nha. Number 4. Mystery, comedy, adventure, character. Chúng ta chọn C, adventure, nhấn phần 2, còn mấy từ kia nhấn phần 1. Number 3. Chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống. Number 1. At the concert, you can get food and drink for, you don't have to pay money for it. Không phải trả tiền. Vậy là chúng ta sẽ chọn là B, free. Number 2. In this lake, it's very deep and dangerous. Trong cái hồ này, nó rất là sâu và nguy hiểm. Vậy là chúng ta không được bơi rồi nha. Don't swim. Number 3. There is new girl in our class. Girl's brother is in dance class. Có một cô gái mới trong lớp chúng ta.
anh của cô bé ấy thì đang học lớp của Dan. Vậy là chúng ta sẽ chọn gì đây? A. A new girl in our class, the girl's brother. À, tức là từ sau dùng the, tại đằng trước chúng ta nhắc tới rồi nha. Number 4. I need to go to send these letters to my grandparents. À, chúng ta đi đâu để gửi lá thư các em? Đi post office nha. Number 5. I like going to the because I can read and borrow many interesting books there. À, tôi thích đi tới đâu bởi vì tôi có thể đọc và mượn nhiều sách thú vị ở đó. Vậy là B, library. Number 6. You should recycle empty cans and bottles. Don't just bạn có thể tái chế những cái chai và lon đã hết. Đừng có chỉ ném chúng đi nha. C, throw them away. Number 7, you can owe books and computer equipment to charity. À, bạn có thể dì những cuốn sách cũ và những cái thiết bị máy tính cho từ thiện. À, mình có thể quyên góp, đúng không? A, donate. Rồi, chúng ta sửa vào. Number 8. We have two wild animals such as whale and ti or tigers or they will disappear. À, chúng ta phải gì đây? Động vật hoang dã như là cá voi, cọp hoặc là chúng có thể biến mất. Dạ, chúng ta phải bảo vệ rồi đúng không các em? Đi protect. Number 9. There's a near my school. Homeless people go there for free meals and a place to stay. Có một cái gì ở gần nhà tôi, người vô gia cư có thể đến đó để ăn bữa ăn miễn phí và có nơi để ở. Vậy là chúng ta có hội từ thiện nha, charity. Number 10. I believe everyone can help save the environment. Tôi tin là mọi người có thể giúp đỡ để mà cứu môi trường. À, để xem người này trả lời như thế nào nha. I agree. À, tôi đồng ý. Tức là tôi tin là mọi người có thể giúp đỡ cứu môi trường. Thì I agree, tôi đồng ý. Cô đi nha. 11. The movie was so that I cry in the end. Bộ phim thì quá như thế nào đến nỗi tôi khóc vào lúc cuối. À, khóc giờ là buồn đúng không em? B, sad. 12. William can't watch movies. He thinks they are too scary and he always has bad dreams after watching them. À, William thì không thể xem phim gì đó, cậu ta thấy nó quá đáng sợ và có những giấc mơ ác mộng, phải không? Sau khi xem chúng, vậy là phim kinh dị rồi đúng không? C, horror. 13. My friend Susie and Mike in London last weekend. Bạn tôi, những hai người bạn tôi Susie và Mike thì đã ở London hồi tuần trước. À, có tuần trước vậy là thì gì đây? Quá khứ đơn hai bạn vậy là were đúng không? To be là were. 14. I to make an omelet this morning, but it horrible. Tôi đã cố gắng làm một món ốp la vào sáng nay nhưng nó sao? Thì kinh khủng quá. Để coi sáng nay là thì quá khứ đơn luôn. Để coi cố gắng nào. Try and was. Đúng rồi, thì quá khứ đơn đúng không? D. 15. We often go out Friday evenings and come back home at 11 night. Chúng tôi thường đi ra ngoài vào các buổi tối thứ sáu và quay trở về nhà khoảng 11 giờ vào đêm khuya. Đó. Rồi chúng ta xem ta chọn cái giới từ nào cho đúng nha, cặp giới từ nào nha. Vậy là on Friday evening, tại chúng ta có thứ, thứ là Friday đó, dùng on. Đêm khuya là dùng at, đó, at night. Rồi các em sửa vào nha. 16. My birthday is summer 8 July. Ngày sinh nhật của tôi vào mùa hè, vào ngày 8 tháng 7. Rồi mùa thì đi với từ in, còn ngày với tháng dùng với từ là on để chúng ta chọn nha. Vậy là B đúng không em? 17. Napoleon Bonaparte was a great leader and he warned many. Ông Napoleon Bonaparte thì là một người lãnh đạo rất là vĩ đại. Ông ta đã thắng nhiều trận đánh. Vậy là
battles đi. 18. Ratatouille is a movie. The characters are drawings, not real people. Ratatouille là một bộ phim gì đó mà những nhân vật là những hình vẽ, không phải người thật. Vậy là phim hoạt hình. A, thấy không? Animated. 19. Trưng Trắc and Trưng Nhị were Vietnamese great female. Bà Trưng Trắc và bà Trưng Nhị thì là những người tướng tài phụ nữ của Việt Nam mình. Đó. Vậy là ông tướng là gì đấy các em? Generals. Đó. Những đại tướng ha. 20. Do you want to see a movie on Sunday? Bạn có muốn xem bộ phim vào Chủ nhật không? Nào, để coi trả lời sao. B sounds great. Nghe tuyệt vời đấy. Đó, các em thấy chưa? Rồi, các em sửa vào nha. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo là phần 4 La Mã. Em hãy nhìn hình và chọn đáp án phù hợp nhất. Number 1. What does the sign mean? À, cái biển báo dưới đây nó nói gì đây? Switch off after use. Hãy tắt sau khi dùng. Giờ chúng ta sẽ chọn gì đây? Giờ ý nghĩa của nó là nói, nó kêu mình đi đây. You can use the lights here. Bạn có thể dùng đèn ở đây. Không được rồi. You can't use the lights here. Bạn có thể sử dụng đèn ở đây cũng không được. Turn off the lights when you don't use them. Tắt đèn khi bạn không sử dụng chúng. Đi mở đèn. Switch on the lights. Mở đèn khi bạn không dùng chúng. À, vậy là cái này cũng không đúng luôn. Giờ chọn C nha. Tắt đèn khi không dùng mới phù hợp nhất. C. Number 2. What does the size mean? Biển báo này ở đây. Sold out. À, bán hết vé rồi. Vậy thì chúng ta đáp án là gì đây? There aren't any tickets left. Không còn vé nào cả. Đi. Number 3. Sang phần số 3. Where are the people? Những người này đang ở đâu đây? À, thấy mấy chiếc xe buýt là biết rồi. They are at the bus station. 4. What kind of movie is it? Nhìn vào cái hình này, loại phim gì đây? Chà, vui quá. Vậy là it is a comedy movie. Đó là một bộ phim hài. Đi. Rồi, chúng ta sửa vào nha các em. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần số 5. Em hãy đọc kỹ đoạn văn và ghi đúng true hoặc sai false sau mỗi câu và chọn câu trả lời đúng cho hai câu cuối. Rồi, giờ các em sẽ đọc sơ qua cái đoạn văn này với thầy nha. The World Wide Fund for Nature, WWF, is a very large charity in the world. They first started in 1961 in Switzerland. They work in six areas: food, climate, freshwater, wildlife, forest, and oceans. The WWF has offices in more than 100 countries. To help the WWF, people can adopt an animal. People can choose the animals they like, such as tigers, butterflies, bears, birds, etc., and make a donation. The WWF will send them photographs, information, and an adoption certificate. It's a great way to learn more about animals. Or they can donate money by buying toy animals. The WWF Vietnam started in 1985. They have to save wild animals, such as saulas, rhinos, elephants, tortoises, and turtles. They also make wildlife documentaries to teach young children to love wild animals and live in peace with nature. À, bây giờ chúng ta sẽ dịch nghĩa ra để chúng ta hiểu cái bài này thì chúng ta mới làm được nha. Quỹ Thế giới bảo vệ thiên nhiên là một cái tổ chức từ thiện lớn trên thế giới. Họ đã bắt đầu tổ chức vào năm 1961 ở Thụy Sĩ. Họ làm việc trong 6 lĩnh vực: thức ăn, khí hậu, nước ngọt, đời sống hoang dã, rừng và đại dương. Tổ chức Quỹ Thế giới
để bảo vệ thiên nhiên thì có văn phòng ở hơn 100 nước để giúp cho tổ chức WWF người ta có thể nhận nuôi một động vật. Người ta có thể chọn những con động vật mà họ thích như là cọp, bướm, gấu, chim, vân vân và làm một cái sự quyên góp. Tổ chức WWF sẽ gửi cho họ những bức hình, thông tin và chứng chỉ nhận nuôi những con động vật này. Nó là một cái cách tốt để mà học nhiều hơn về động vật, hoặc là họ có thể quyên góp tiền bằng cách mua những cái con động vật đồ chơi để về chưng. Tổ chức WWF ở Việt Nam thì đã bắt đầu vào năm 1985, họ giúp để mà cứu động vật hoang dã. Chẳng hạn như những con sao la, con tê giác, voi, rùa cạn và rùa biển. Họ cũng làm những cái bộ phim tài liệu về động vật hoang dã, về thế giới tự nhiên để dạy cho những trẻ em tình yêu thương đối với động vật hoang dã và sống thanh bình trong tự nhiên với chúng. Rồi bây giờ chúng ta có phần true false nha. Number one, WWF only work to protect wild animals. Tổ chức WWF chỉ làm việc để bảo vệ động vật hoang dã, đúng không các em? False, làm việc trên nhiều lĩnh vực nha. Tới 6 cái lĩnh vực lận đó. Two, there are WWF offices in more than 100 countries. Có những văn phòng của tổ chức WWF ở hơn 100 nước. Đúng không em? True. Đúng rồi nha, trên more than 100 countries. Three, to adopt an animal in the WWF, you choose an animal and donate money. Để mà nhận nuôi một con động vật trong tổ chức WWF, bạn có thể chọn một động vật và quyên góp tiền. True, đúng rồi. The WWF Vietnam teaches young children to make wildlife documentaries. Tổ chức WWF Việt Nam dạy cho trẻ em làm những bộ phim tài liệu về thế giới tự nhiên, đúng không? Fawns, tức là họ làm những bộ phim tài liệu nhằm để dạy trẻ em tình yêu thương động vật, chứ không có chỉ cho trẻ em làm phim tài liệu nha. Này nó ngược lại là không đúng. Number 5, what is the passage mainly about? Đoạn văn chủ yếu nói về gì? Chúng ta nói về tổ chức gì các em? WWF nha. B, yes. 6, people can donate money or buying. Người ta có thể quyên góp tiền hoặc là mua gì? Tigers, elephants, animals, toy animals, có thể mua những con vật đồ chơi, quyên góp tiền cách mua những con vật đồ chơi nha. Rồi các em sửa vào. Sang phần số 6, em hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi chỗ trống trong đoạn văn dưới đây. Thì ở trên người ta đã cho chúng ta là tổng cộng 9 từ. 9 từ này em phải lựa ra 6 từ đúng nhất cho mỗi chỗ trống trong đoạn văn để điền vào nha. Bây giờ các em sẽ làm với thầy, ta sẽ dịch nghĩa ra và chúng ta sẽ hiểu cái nội dung của nó thì mới điền đúng được. Our planet is in big trouble. Animals are disappearing. The sea and the air are. Hành tinh của chúng ta thì đang gặp rắc rối lớn. Những con động vật thì đang biến mất. Biển và không khí thì sao các em? Bị dơ, bị ô nhiễm, đúng không? Đó, chúng ta chọn dirty. But there are many different things we can do to protect the environment. First, recycle everything you can. Don't throw away plastic bottles, last charge, cardboard boxes, or cans. Nhưng mà có nhiều cái việc khác nhau chúng ta có thể làm để bảo vệ môi trường. Trước tiên hãy tái chế mọi thứ mà chúng ta có thể. Đừng có ném đi những cái chai nhựa, những cái hũ thủy tinh, những cái hộp cạc tông hoặc là những cái lon kim loại, lon thiết. Chúng ta có thể gì đây, chúng ta chọn ở trên, có thể dùng lại, đúng không? We can reuse them to store food. Chúng ta có thể dùng lại chúng để mà
đựng đồ ăn, toys or row flowers, đựng đồ ăn, đồ chơi hoặc là trồng hoa. Second, why not walk or cycle to school or work? Thứ nhì là tại sao chúng ta không đi bộ hoặc là đạp xe đạp đến trường hoặc đến chỗ làm? It's good exercise and good for the environment. Nó thì gì đây? Là bài tập tốt và tốt cho môi trường nữa. À, mình đi bộ, mình đạp xe đạp có tốn tiền không? Không, đúng không? Vậy mình cái này là free, chọn free nha. Đó. Third, don't waste. Thứ ba, đừng lãng phí gì. Chưa biết, mình chọn tiếp nha. Switch, đọc tiếp nha. Switch the lights off when you leave the room. Hãy tắt đèn khi bạn rời khỏi phòng. À, vậy làm được. Số 3 này là đừng có lãng phí điện nữa các em. Electricity. Vậy là chúng ta chọn ở đây là electricity, đừng lãng phí điện nha. Switch the lights off when you leave the room. And keep the city clean by litter off the street. Và giữ cho thành phố sạch bằng cách gì? Bằng cách gì? Rác khỏi đường. À, nhặt rác hay là ném rác? À, chắc chắn nhặt rác rồi. Picking up. Tại by là giới từ, đằng sau động từ phải thêm in vô. Đó, đứng sau giới từ là các động từ phải thêm in nha các em. By picking up litter off the street. When you go shopping, bring your own bag instead of taking bags. Khi bạn đi mua sắm, hãy mang theo cái túi của chính bạn. Tức là cái túi nhà mình có sẵn đó. Thay vì lấy những cái túi ở chỗ mua đồ. Là túi gì? Những chỗ mua đồ hay cho mình túi gì? Chọn trên này coi. À, túi nhựa, vậy là plastic bags. Nói chưa? Together we can make a big difference and help save the planet. Cùng nhau chúng ta có thể tạo nên một cái sự khác biệt lớn và giúp cho cứu cái hành tinh của mình, nè, cứu hành tinh của chúng ta. Rồi, các em sửa vào ở đây. Sang phần 7 là mã ghi dạng đúng của từ trong ngoặc. Chúng ta sẽ làm cái word form nha. We are taking these old newspapers to the bins in town. À, chúng ta thì đang sao? Đang mang những cái báo cũ này tới cái thùng rác tái chế của thị trấn. À, thì thùng rác tái chế là chúng ta có thể điền chữ gì đây? À, recycling hoặc recycle cũng được. Recycling bins hoặc recycle bins cũng được nha. Một trong hai đều được. You can help by money to the charity. Bạn có thể giúp bằng cách gì? Quyên góp tiền cho từ thiện. Đứng sau by giới từ thì donate động từ phải thêm gì các em? Thêm in nha. À, donating. Yes. Number 3. We can empty glass jars to store food like jams and nuts. Chúng ta có thể cái gì? À, những cái hũ thủy tinh đã hết để mà đựng thức ăn như là mứt, đậu phộng và có thể dùng lại đúng không? Reuse. Trees are very, they give food to people and animals. Cây thì rất gì? Chúng cho thức ăn cho con người và động vật. Cây thì rất là, vậy là ở đây to be thì đi tính từ nha, rất là hữu ích, useful. Ad Green Vietnam is a charity in Ho Chi Minh City. Tổ chức Hành Động Xanh là một cái tổ chức từ thiện bảo vệ môi trường ở Hồ Chí Minh. Và đứng trước charity danh từ phải chọn tính từ. Tính từ của environment là gì? Environmental nha, em điền vào. Number 6. It is a very movie with lots of laughter and the ending is hilarious. Nó là một bộ phim gì với nhiều tiếng cười và cái kết thúc rất là vui. Vậy là bộ phim vui nhộn, funny, đúng không? Funny movie. My little sister loves watching movies. Her favorite ones Toy Story series. À, em gái nhỏ của tôi thì rất là thích xem phim gì đó. À, những cái bộ phim mà ưa thích của cô ấy là câu chuyện đồ chơi, loạt phim câu chuyện đồ chơi. Vậy là đứng trước movies, đây danh từ thì gọi là tính từ. Animation là danh từ, trước animation thì mình đổi sang tính từ là gì? Animated nha. Number 8. I didn't like the film at all. It was so. Tôi không thích cái bộ phim này gì cả. Nó gì quá chán, không? Chán. Boring. Number 9.
My brother likes action movies because they are fast and anh của tôi thích phim hành động bởi vì chúng nhanh và gì? Hào hứng. Đúng rồi. Exciting. Hào hứng, tính từ của excite, excite động từ. Number 10. Yesterday I watched a movie about Napoleon Bonaparte on TV. Ngày hôm qua tôi đã xem một bộ phim về ông Napoleon Bonaparte trên TV. Cho history, lịch sử, và bộ phim thuộc về lịch sử. Đứng trước movie là danh từ thì chúng ta phải biến history thành tính từ. Đó. Historical movie. Rồi các em sửa vào. À, sang phần 8 là mã sắp xếp các từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh. Khi sắp xếp cái này, các em phải là trước tiên em phải là nắm được cái ý nghĩa chính của từng cái câu sắp xếp, phải dịch nghĩa nó ra. Thứ hai, sau khi các em sắp xếp xong, các em phải đếm lại số lượng từ ở trên xem có đủ trong cái câu mình làm với cái câu để trên hay chưa. Rồi dấu chấm, chấm hỏi coi có đúng, có đầy đủ chưa thì mới đúng nha, chứ các em sắp xếp sai hoặc là đảo vị trí cũng không đúng nữa. Đó, cho nên phải nắm cái nghĩa của nó. Rồi chúng ta đọc sơ câu 1, thầy có bus. Excuse me này chắc là đứng trước đây, chỗ nào viết hoa là chỗ đó đứng trước đó. À, hỏi đường, có đường đi tới chậm xe buýt hay không nha. Rồi sắp xếp. Excuse me, is there a bus station near here? Đó, yeah. Đếm đủ số lượng luôn. Rồi, số 2 là would. À, would you like rồi đây. À, bạn có vui lòng tham gia vào, take part in là tham gia vào câu lạc bộ dọn dẹp của trường không? Rồi cái câu này dễ nha. Would you like to take part in our school clean up? Đó, có chấm hỏi luôn nha các em. Rồi số 3, cây thì gì đây? Giữ cho môi trường sạch và xanh. Đó, giờ cái này cũng dễ. Trees have to keep the environment clean and green, hoặc là green and clean cũng được nha các em. Ta đảo hai cái chữ này cũng được. Clean và clean and green, đảo vị trí là cũng được. Number 4. À, để coi. Bạn có thể cho những cái quần áo cũ cho tổ chức từ thiện của địa phương. À, đó, thấy cái nghĩa của nó không? You can give our clothes to the local charity. Number 5. À, bộ phim thì nó bắt đầu 10 phút trước. The film started 10 minutes ago thì quá khứ đơn nha. Rồi câu 6 là câu này dài nhất đây. Did này câu hỏi. Bạn có xem bộ phim về về động vật hoang dã tối hôm qua không? Đó. Did you watch the movie about wild animals last night? Đó, rồi. Có chấm hỏi nha, các em sửa vào. Sang phần 9 là mã em hãy viết lại các câu sau với nghĩa không đổi. Rồi bây giờ các em sẽ chú ý những cái dạng này. Rồi, những dạng này là xoáy mạnh vào cái phần bài kiểm tra vô kỳ 2. Cho nên các em nhớ các cái dạng này kỹ nha. Number 1. The police station is to the left of the movie theater. And the post office is to the right of the movie theater. Đồn cảnh sát thì nằm bên trái của rạp chiếu phim. Và một cái bưu điện thì nằm bên phải của rạp chiếu phim. Vậy thì cái rạp chiếu phim nó nằm đâu các em? Nằm giữa hai nơi này. Đó, mình dịch nghĩa ra mình biết liền. Đó, làm các em phải dịch nghĩa ra nha. Để viết cái nghĩa của nó tương tự cái nghĩa trên. Đó, giờ mình viết nha. The movie theater is between the police station and the post office. Hoặc là em đảo lại. The movie theater is between the post office and the police station cũng được. Hai cái nơi này mình đảo qua đảo lại đều được nha. Number 2. Keep our community clean by picking up trash. Hãy giữ cho cộng đồng của chúng ta sạch bằng cách nhặt rác. Rồi nó gợi ý chúng ta là pick, nhặt. Vậy là nhặt rác để giữ cho cộng đồng ta sạch. Pick up trash to keep our community clean. Đó. Em sửa vào. I think cleaning up the classroom is necessary. Tôi nghĩ cái việc dọn dẹp lớp học thì rất là cần thiết. Nó gợi ý chúng ta sao đây? I think it is. Tôi nghĩ nó thì sao? Nó thì cần thiết để dọn dẹp lớp học. Đó không? Đó. I think it is necessary to clean up the classroom. Đó, em nhớ cấu trúc nha.
tính từ necessary cộng two verb to clean up the classroom. Number 4, the movie was interesting. Bộ phim thì đã rất là thú vị. Vậy nó thì sao? Nó là một bộ phim thú vị. It was an interesting movie. Đó, em nhớ dùng chữ an đứng trước nguyên âm nha. Don't use plastic bags. Đừng có sử dụng túi nhựa. Vậy là bạn không nên gì? Không nên dùng túi nhựa. Câu này dễ nha. You shouldn't use plastic bags. Number 6, why don't we meet at the movie theater at 6 o'clock? À, câu này câu đề nghị. Tại sao chúng ta không gặp nhau ở rạp chiếu phim vào lúc 6 giờ? Thì chúng ta sẽ viết với câu how about. How about thì giờ what about là giống nhau. How about what about cộng với các em verb in, tức là động từ thêm in. Rồi viết lại phần còn lại và có chấm hỏi nha. Rồi chúng ta viết sau đây. How about meeting at the movie theater at 6 o'clock? Đó. Rồi các em sửa vào thầy. Vậy là chúng ta đã ôn qua các nội dung quan trọng của bài kiểm tra giữa học kỳ 2 sắp tới. Và đây là cái phần dặn dò về nhà các em cần phải làm. Homework: review the new works, grammar and exercises of units 6-7. Repair midterm test, new works, lesson 3, unit 7. Các em sẽ phải ôn tập thật kỹ các từ mới, các điểm ngữ pháp, các dạng bài tập của bài 6 và bài 7, nhất là những phần thầy đã ôn trong đề cương đó. Chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ 2 sắp tới. Và chúng ta sẽ soạn từ mới phần bài học số 3 của bài số 7. Thầy chúc các em làm bài kiểm tra giữa học kỳ 2 thật tốt và được điểm cao nhé. Goodbye class and see you again.